Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhiều vụ việc liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng được cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Tuy nhiên, đối tượng vi phạm ngang nhiên chống lại lực lượng bảo vệ rừng. Điều này khiến cho nhiều người lo ngại về tính manh động của lâm tặc. Đây là hiện trường còn lại của vụ chặt hạ rừng thông Ba Lá tại tiểu khu 259 thuộc lâm phần xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà. Vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2016, nhận được tin báo, hai kiểm lâm cơ động của hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà là anh Phan Đình Hòa và Hoàng Trọng Thảo cùng đại diện chủ rừng và công ty Trường Oan đã đến hiện trường để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, khi những cán bộ này vừa xuất hiện tại đây, liền bị hai đối tượng là Tiến và Ngọc, ngụ tại địa phương, chửi bới, đồng thời dùng dao, gậy, xăng, rượt đuổi, tấn công. Hôm đó các đối tượng rất manh động, chúng tôi không nhanh để xử lý tình huống thì tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Qua câu chuyện hôm xảy ra thì tới bây giờ thì chúng tôi cảm thấy rất sợ và hoang mang trong khi thi hành nhiệm vụ. Thời gian trước thì cũng không có xảy ra nhiều, nhưng trong thời gian gần đây tôi thấy các cái đối tượng này cũng rất là manh động, rất là nguy hiểm. Đấy, tôi cũng mong rằng là được chính quyền địa phương cũng như bên ngành công an có thể là hỗ trợ, giống như khi mà xảy ra chuyện gì chẳng hạn chúng tôi điện xin lực lượng thì đồng chí phải hỗ trợ nhanh kịp thời. Chỉ hai ngày sau đó, ở Lâm Đồng lại tiếp tục xảy ra vụ lâm tặc tấn công cán bộ bảo vệ rừng. Đó là vào khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 6. Lúc đó, anh Nguyễn Quang Huy, cán bộ phân trạm thực nghiệm lâm nghiệp Lan Hành thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, đang canh gác tại trạm thì có 4 đối tượng xông vào khống chế, trói tay chân, rồi vào khu vực rừng của trạm thực nghiệm để cưa cây gỗ trắc đen thuộc nhóm 1 cao trên 16 mét, đường kính hơn 40cm, là loại gỗ quý hiếm có giá trị cao hiện nay. Mặc dù nhiều ngày đã qua, nhưng đến lúc này anh Huy vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng về những gì đã xảy ra. Thời điểm đó thì bọn chúng có 4 tên vào khống chế em, dùng dao để khống chế và bọn chúng rất là manh động. Lúc đầu thì em tưởng là bọn chúng vào để cướp tài sản, nhưng mà sau khi mà nghe tiếng cưa thì mới biết ra là mục đích của bọn chúng là để ra cưa phá hoại cái trắc. Qua sự việc này, tôi cũng có nguyện vọng các bên liên quan sẽ cùng phối hợp hỗ trợ để chúng tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ lâm tặc chống lại cán bộ kiểm lâm và lâm nghiệp, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Nhất là vào đêm 28 tháng 12 năm 2014, trong lúc làm nhiệm vụ tại địa bàn huyện Đa Tẻ, ông Vũ Xuân Hải, đội trưởng đội kiểm lâm cơ động số 2 thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã bị xe ô tô vận chuyển lâm sản trái phép tông thẳng vào người làm tử vong tại chỗ. Vụ án và bị can đã được khởi tố, đưa ra xét xử. Còn hồ sơ của anh Vũ Xuân Hải phải qua hơn một năm chờ đợi mới được nhà nước công nhận là liệt sĩ. Điều này cho thấy những mất mát đối với người làm công tác bảo vệ rừng là quá lớn. Vì vậy, để giữ được rừng bình yên, đòi hỏi các ngành và các cấp cần quan tâm hơn đến lực lượng bảo vệ rừng hiện nay. Qua đây tôi đề nghị là các cơ pháp luật có cái biện pháp xử lý nghiêm minh để ngăn chặn những số đối tượng nó quá khích, đặc biệt là trong công tác quản lý bảo vệ rừng, để giúp cho lực kiểm lâm và đơn vị chủ rừng và các ở địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Nếu không xử lý nghiêm túc thì tôi cho rằng cái việc này sẽ tái diễn, mà tái diễn tiếp thì cái việc bảo vệ rừng rất là khó khăn. Thì lực lượng về rừng mà, thì nó ở cách xa trung tâm, nên lực lượng công an huyện cơ động vào đến nơi thì số đối tượng nó đã bỏ chạy hết rồi, và số anh em kiểm lâm là cũng đã bị thiệt hại rồi. Thì đấy là những cái khó khăn, và công an huyện cái quy chế phối hợp giữa cái công an và các cái ngành quản lý bảo vệ rừng trong cái vấn đề đấu tranh phòng ngừa và đấu tranh chống lại cái hành vi khai thác vận chuyển lâm sản cũng như phá rừng. Chưa bao giờ tình trạng lâm tặc chống đối hành hung cán bộ lâm nghiệp phức tạp như hiện nay. Máu của những người giữ rừng ở Lâm Đồng đã và có thể sẽ còn tiếp tục đổ xuống. Thêm nhiều thời gian nữa, những vết thương trên thân thể của lực lượng kiểm lâm, cán bộ lâm nghiệp chưa hẳn đã lành. Nhưng điều khiến họ lo ngại nhất hiện nay là mức độ phức tạp và tính manh động, hung hãn của các đối tượng phá rừng. Vì vậy, để bảo vệ rừng bình yên thì trước hết phải có giải pháp bảo vệ tính mạng
của lực lượng bảo vệ rừng một cách hiệu quả. Vụ ngộ độc bánh mì này gây xôn xao dư luận, những mức xử phạt vi phạm hành chính gồm các lỗi: không khám sức khỏe, không lưu mẫu, thực phẩm làm nhân bánh mì không rõ xuất xứ,